Vâng, Ngọc Quang xin chào các bác. Ở đây là những cặp loa Nhật nguyên bản, nguyên chất bãi. Đấy, thông báo các bác, nguyên chất bãi là riêng loa Onkyo 771X hoặc 2X. Cái loa chung này của nó là gân là phải thay này, gân bát là về nó dụng, không cái nào còn. Nói chuẩn là 1.000 đôi thì đến 1.001 đôi là phải dụng gân. Và các bác nhìn cùng em nhá, độ đẹp này, đẹp nguyên cái gông này, nó còn óng ánh 7 màu. Đấy, đây này, chưa đánh phay nữa gì nhá. Đấy, các bác nhìn này, nếu em soi này nhiều anh em bán loa Nhật rất là ngại và rất là gờm. Đấy, bên em bán hàng nó đẹp là em tuyển đẹp từ bên kia. Đấy các bác nhá, còn nhìn kỹ nó sẽ phải có những cái vết ố ố một tí này. Đấy, chứ còn bảo không một vết nào ấy thì là đương nhiên phải đánh phay. Đấy, phải mài. Nhưng riêng Onkyo mà được cái gông kiềng nó còn như thế này thì các bác nó đẹp đến 99%. À, thấy nó xuất sắc chưa? À, những sản phẩm nó đẹp đến leng keng. Về trực tiếp em bóc hàng ra và đây. Đấy, vừa bóc ra xong nhá, xốp riết đầy đây. Bóc ra trực tiếp để thay gân. Đấy, các bác ạ, bên em thì với cái tay nghề thay gân các bác biết rồi, em không thích các đơn vị khác thay gân đâu. Em nhập là em phải thích nhập nguyên tông chất bãi. Đây mới gọi là nguyên bãi các bác nhá, một từ là nguyên chất bãi, nguyên tông bãi. Đấy, rất nhiều anh em rất thích cái sản phẩm mà trực tiếp tay nghề Ngọc Quang thay gân. Đấy, thế mới là đẳng cấp về dòng bãi thôi nhá. Làm hàng bãi nó phải VIP như này này, làm phải lấy ở nguyên gốc này và bán thì giá êm cho các bác này. Đấy, nó phải như thế nó mới là gọi là hàng VIP. Hay gân phải làm những cái gân nó đẳng cấp và thật đẹp. Đấy, một từ là phải thật đẹp. Đấy, ui dồi ôi, ui dồi gông như là mới sản xuất nhá. Này, các bác cùng xem này. Đấy nhá, bên em quay này là các bác biết rồi, chắc chắn là không thể nào có cặp thứ hai đẹp được như này. Đây nhá, đấy, 7 màu nhá. Ui dồi ôi, đấy, độ keng chưa các bác, độ len keng chưa, đã chưa, nhìn những loa nó đã đời. Đó, em sẽ tháo ra để thay gần các bác. Độ đẹp nói đến hoàn hảo, hiếm có những cái cặp loa nó đẹp đến mỹ mãn như này. Ngọc Quang còn khó mà gặp được những cái cặp nó quá xuất sắc. Gồng kiềng nó như thế, đã chưa, đã đời chưa. Vâng, các bác có nhu cầu ấy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy quen thuộc nhá. Bên em đã về những dòng loa đẳng cấp và những dòng loa nghe nhạc chất lượng. Em vừa về được vài cặp, cặp Bühler em vừa xếp ở bên trong kia. Đấy, về được mấy cặp rồi. Đấy, những cặp Bühler em vừa dỡ em để bên trong kia. Đây là em tháo ra để em thay gân. Nó là tuyệt đẹp nhá. Nó phải có hơi hơi vết một chút. Đấy, gông kiềng nó phải như thế mới là nguyên bản nha. Len keng, phải nói một từ là cực đẹp luôn. Giá thành thì rất là hợp lý. Đấy, những cặp đẹp hết lớp này giá nó trên 12 triệu đồng. Nó quá đẹp rồi ạ.